Đây mình sẽ bóc cái màu này trước ha. Đây là hai cái màu mình sẽ cho nó kết hợp lại với nhau. Đó thì thường thường mà khi mà các bạn làm ombre á, thì để mà dễ làm á, thì mình sẽ làm cái màu đậm trước. Đó, màu hồng với màu xanh thì màu hồng nó sẽ đậm hơn, mình sẽ làm cái màu hồng trước. Đó, cũng như là Smile nói thì đây là những cái bột mà vừa đắp vừa deep vừa ombre luôn, rồi vừa làm 3D luôn á. Mình sẽ bỏ cái này qua đây nha. Bây giờ mình sẽ làm cái màu đậm trước nè. Khi mà các bạn làm cái màu đậm thì mình không cần phải làm cái màu đậm cho nó nhiều. Đó, mình chỉ làm một chút thôi. Đó. Đó, cái màu rất là đẹp. Màu tươi ha, và rất là tươi, và rất là dẻo, và rất là dễ đắp ha. Đó thì khi các màu mà nó càng dẻo thì khi các bạn vuốt ombre á, thì oh my god it's so easy. Đó thì các bạn không có sợ là khi các bạn vuốt cái ombre thì nó không có bị đơ nữa ha. Đó. Đó, rất là đẹp ha. Để nhận biết cái màu nó có chuẩn hay không á, khi các bạn lấy cục bột lên á, nếu mà mình nhìn thấy cái cục bột nó hai màu á thì nó là cái màu không chuẩn. Các bạn thấy không? Cái cục bột mà khi mình lấy lên nó chỉ là một màu thôi. Đó, nếu mà cục bột nó hai màu thì cái bột đó nó không có chuẩn. Đó, mà khi bột không chuẩn rồi thì mình làm nó sẽ không có đẹp. Đó, đây là cái bước thứ nhất. Còn cái bước thứ hai, khi mà các bạn làm ombre mà các bạn muốn đẹp á, thì mình phải làm hai cục. Đó, mình làm hai cục. Đó, mình sẽ bỏ lên ha. Đó, thì trong khi cái bột nó đang ướt như vậy thì mình sẽ kéo nhẹ nó ra. Đó. Đó ha. Ui chà. Đó, còn cái chỗ dày thì mình cứ đẩy nó lui. Đó, tại vì cái này mình sẽ làm hai cục. Và tí nữa mình sẽ bỏ cái bột clear lên. Khi mà mình làm ombre những cái màu này thì mình sẽ bỏ cái bột clear sau cùng. Đó, thấy không? Rồi tiếp tục mình sẽ áp cái cục thứ hai nữa. Ồ, tại sao phải bỏ hai cục? Tại vì sao Jimmy? Tại vì khi mình bỏ hai cục thì nó dễ làm hơn là một cục. Nó dễ làm hơn các bạn. Đó thì cho những ai mà cho những bạn mà mới làm ombre mà mình làm không có kịp á, thì mình sẽ làm hai cục ha. Rồi tiếp theo lấy cái màu khác. Còn khi mà các bạn ví dụ như các bạn làm những cái màu ombre mà ví dụ như ví dụ như bây giờ cái màu xanh người ta khách muốn màu xanh nhiều thì mình không có gì mình phải lấy ra hết á, mình cứ tiếp tục mình áp cái màu xanh tiếp theo thôi ha. Đó, giống mình áp vô đây ha. Đó, khi nó đang còn ướt là mình phải vuốt liền. Đó, không? Thì nó sẽ ra, nó sẽ xuống tiếp. Đó. Hi anh Billy. Đó. Bianca. Oh no Bianca, I'm ready to move back to LA, so get in gun row right now. I'm not in Yuma no more. So sad. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy những cái màu khác nữa. Bây giờ tới màu gì chứ mình? Ngày này mình cũng đang rảnh cho nên mình sẽ làm rất là nhiều cái màu ombre cho các bạn coi. Bây giờ mình chọn cái màu màu này. Đây, hai cái màu này. Không, hai cái màu này nó rất là, một cái màu nó rất là sáng, một cái màu nó cũng sáng. Nói chung là màu nào nó cũng tươi hết. Nhưng mà thường thường cái màu tươi thì mình sẽ làm trước, còn cái màu này thì mình sẽ làm sau ha. Nói chung là bữa giờ mình cũng nghĩ là mình cũng nghĩ làm nail ở tiệm cũng lâu rồi cho nên tay chân nó cũng tại sao là cứng cứng. Tại sao mà gọi đây là cái bột mà có thể dùng để dip và để đắp được? Thì khi mà mình làm, bây giờ mình sẽ làm cái mẫu này, mình sẽ đắp, còn Smile sẽ dip cho các bạn coi. Hai người sẽ cùng làm một màu, vừa đắp vừa dip cho các bạn coi ha. Để trái kéo. Đây, thì Smile sẽ đắp. Đó, thì một bên Smile sẽ dip cho các bạn coi, còn Jimmy sẽ đắp cho các bạn coi ha. Mình sẽ làm cái màu vàng trước. Màu đẹp hết. Cái màu nó rất là tươi. Thường thường mấy cái màu này á, thì nó rất là dễ bị, có nghĩa là hai màu. Có nghĩa là khi các bạn lấy những cái màu neon này á, thì các bạn lấy lên thì nó sẽ thấy cái màu clear ở trong rất là nhiều. Nhưng mà đối với cái bột của Ben Chesnel như những cái màu neon này thì nó sẽ không có bị clear, rất là bị clear ở trong. Thì cái màu nó ra rất là nhuyễn, nó ra từ đầu tới cuối, nó không có bị lợt hay nó không bị đậm. Đó, mà nó ra rất là đều, thì các bạn có thấy không, bột nó rất là dễ buốt, nó không có bị chảy hay là không có bị gì hết, và nó rất là dẻo, dẻo y như là Jimmy vậy đó. Đó ha, đây là cái màu neon tươi, rất là tươi ha, và cái màu nó không có bị clear. Đó, nó không có bị clear. Rồi tiếp theo thì mình cũng sẽ làm hai cục nữa. Đó, những cái màu này kia các bạn thấy, khi mà mình bỏ lên mình chỉ chỉnh một hai cái thôi là mình phải vuốt liền. Đó, nếu mà mình không vuốt liền là cái ombre nó sẽ bị đơ, thấy không các bạn, thấy không? Trời ơi quá đẹp luôn. Ui trâu vậy trời, dễ thương ha, cái đó rất là dễ thương ha. Hai cái màu này rất là dễ thương. Đó ha, đúng rồi. Bây giờ đó, đây là cái cục thứ nhất ha. Đó, đúng là hai cái màu angel và cái màu neon, thì tất nhiên những cái màu lợt và nó đi với cái màu sáng thì nó rất là đúng. Tại vì lợt thì không lợt thì thôi, mà lợt rất là lợt quá, lúc nào đi với cái màu đậm rất là đậm thì nó ok. Còn cái màu lợt mà đã lợt thì tất nhiên nó sẽ đi lợt với lợt, thì nó rất là hòa hợp với nhau ha. Cục thứ hai là mình chỉ bỏ lên mình đi nhẹ nhẹ nữa là xong. Ông Alex hả? Ông Alex đâu có dẻo đâu, ông Alex ông uống nù à. Cứng ngắc à. Cứng ngắc à, mà uống nù. Đó. Ôi chà, dễ thương nhỉ. Nhiều cái màu dễ thương, nhiệt tình. Yếu lắm đi à. Ôi tao kiểu mới đít luôn, đít rồi. Tỉa đó, sống nữa. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đắp hết một lần rồi tí nữa Smile sẽ dip cho các bạn coi ha. Đó, thì đây là hai cái màu mà gọi là cái sự kết hợp rất là đẹp. Đó, không thì bây giờ mình sẽ bỏ cái màu này qua một bên, mình sẽ làm tiếp màu khác. Bây giờ tới là màu gì? Thì ngoài những cái sự kết hợp mà gọi là hai màu khác nhau thì mình cũng đang xài một cái tông nó gọi là hai cái cùng màu. Nói chung là nó cũng là màu xanh với nhau. Nhưng mà một thằng là xanh đậm, một thằng là xanh lạc. Đó, thì mình chơi luôn. Tại vì á, khi mà em làm ombre á, nó tùy theo một cái loại bột. Tại vì những cái loại bột nó quá thiếu cái chất clear, thì tất nhiên cái bột nó rất là đậm, cái màu nó rất là đặc, thì tất nhiên khi em vuốt ombre thì nó sẽ rất là bị đơ và nó sẽ thành giống như một cục vậy đó. Đó, nếu mà cái bột của em nó dẻo thì tất nhiên cho dù nó đậm tới cỡ nào hay là nó gì đó không, thì em vuốt ombre nó rất là hòa nhuyễn với nhau, tại vì nó dẻo mà. Đó, bột là phải dẻo mới làm được nha các bạn. Nếu mà vuốt ombre bột mà không dẻo thì rất là khó làm, tại vì vuốt ra rất là không có đều, thì nó giống như là nó bị khứa, như một cái khứa ở giữa này á. Rất là đẹp. Nó những màu này hành rất là tươi. dễ thương. Đó, ngoài cái chế độ tưới ra hắn còn có một cái chế độ gọi là chế độ lấp lánh sáng, hắn rất là sáng. Nhưng mà hắn có sùa. Người ta gọi hắn là những cái màu này là vì, những cái vì màu sao sáng, đúng không? Những vì sao sáng hay vì sao hỏa gọi là Galaxy Color đó. Ha, hắn sáng mà hắn tươi lắm, mình dèo hết, mình dèo bột từ đâu thì của vẫn con dèo, không có máu khô thôi mà bột này rất khô, rất là nhắn hí hai ni ni. Ui chà, dễ thương này, dèo bằng mượt hết. Ha, đấy là cái màu xanh của cái tàu là chuối. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái màu xanh lạt hơn để mình quật cái ống rê. Đó, cái ống rê không có gì khó. Hai chị Lisa, đó, chị Hải không hiến. Để mà các bạn làm, các bạn nghĩ là khó thì các bạn không thể nào làm đẹp được ha. Đó, 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 đó. Không, cái sự hoa quyền, đấy là cái sự hoa quyền, hành phải blend lại về chắc giống đi này. Đó, ui ôi đẹp ha, đẹp đẹp vô cùng, hoa nhuyễn vào nhau không? Đó, cho dù cái màu đầm hay cái màu lợt ở cái nào mà vẫn hoa nhuyễn, hẳn không có bị giống như là bị tách rơi đó, giống như là không có bị chia cách giữa một vòng trái đất đó, đúng không? Chia cách âm dương. Chia cách âm dương, đúng rồi, đúng rồi. Đó, thì đây là cái cục. Hello Kiều Chín hí. Ui chà ơi, dễ thương nhỉ. Tại vì sau khi mà các bạn làm cái nít xong rồi các bạn apply cái clear lên nữa là hẳn sẽ đẹp hơn. Đúng rồi, thì nó sẽ khâu vừa lại hết những hai cái màu thì làm sẽ cho cái bóng đều hơn hết. Đó, hai cái màu các bạn thấy không? Rất là hòa hợp với nhau, đúng không? Không thấy cái lái ở dưới luôn. Đó, dễ thương lắm. Cho dù cần lợt từ cái nào và có đâm từ cái nào vẫn không thể thấy đường lái, đúng không? Ui dễ thương này. Giờ mình sẽ làm hai màu. Bây giờ tới màu chi rồi. Tới màu. Nãy giờ thì mình nhìn những cái màu đập chuối nhiều rồi thì bây giờ mình tới cái màu tông biển đi. Tông biển và tông giống như là tông biển, đúng không? Tông xe. Tông xe. Bây giờ mình sẽ làm một cái màu tím. Tím mông, tím mỡ. Nói chung là tím là trúng thủy nữa. Cái màu mông mỡ. Thì cũng như Thương Lệ thì mình cũng phải làm cái màu tối trước, màu đầm trước. Đúng. Cái màu đầm lúc mô hành cũng rất là khó nếu mà bỏ trên đầu ha. Nếu mà dip thì rất là dễ, nhưng mà để đắp thì rất là hơi khó, thì bởi vì mình phải stock cái màu đầm trước rồi cái màu lạt sau nên ăn dễ hơn, đúng không? Khi mà các bạn làm những cái màu đầm ha, thì mình phải làm cái màu đầm hết một lần, đó, rồi quay trở lại. Đó, mình phải làm cái màu đầm hết một lần rồi mình mới quay trở lại, mình làm cái màu lạt, mình vuốt cái ống rồi. Rồi cái màu cũng đẹp nhiều. Tưới. Thì anh quá yêu, anh quá muốn chiều. Đó. Ui dễ thương. Rồi bây giờ mình phải đập cái chỗ này nè. Vì sao mình phải đập cái chỗ nó cho mỏng? Để tí nữa khi mà mình vuốt á, hẳn có lôi. Đó, hẳn có lôi cái đường lái. Bột lâu khô hơn, rất là dễ bột. Làm cho mình có thêm tham để mình đánh ngọt hơn. Đó, các bạn mà làm bột mà càng chuẩn là mình càng bột dùa. Ra hí. Đó, bây giờ xong màu tím. Đó, thực sự đó cái màu tím này ở ngoài rất là tươi. Đó. Em bé có khỏe không? Em bé rất là khỏe. Smile đi chơi rồi. Rồi bắt đầu thì mình cũng sẽ tiếp tục mình làm cái quấy nữa. Tại vì khi mà các bạn làm cái quấy nữa, các bạn phải lấy một chút thôi. Đó. Đó, khi mà đang còn ướt giống đi thì mình cứ kéo xuống. Đó, ha. Đó, đó, cái màu hình sẽ hoa quyền vào với chắc. Đó, rồi mình mà đẩy lùi. Đó. Đấy. Tiếp tục trong một miếng cái nó thì mình sẽ bỏ một chút ở đây. Đó, cái màu này cũng là cái màu light purple chứ không phải màu trắng hết. Đó. Đó. Trời. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Ừ, dễ luôn. À. Rồi tiếp, mau tiếp. Rồi mau tiếp. Mình qua cái màu hai màu đẹp này. Đây. Đây, hai cái màu này cũng đẹp, màu hồng và màu tím. Đó, màu hồng cái này là màu hồng và màu tím ha. Mình làm cái màu một tượng cũng được hết. Đó. Bây giờ mình sẽ làm màu hồng tiếp đi. Thì cái này mình sẽ làm thử một cục cho các bạn coi. Đó. Thay vì buộc ong rồi hai cục thì mình làm một cục thôi. Đó. Khi mà mình làm một cục thì mình sẽ bỏ cái màu đầu tiên nó thành cao cao một tí. Màu hồng tím hoàn cũng rất là tươi. Đó. Đó, khi mà các bạn làm một cục thì mình phải làm trang cáo những cái nhé. Đó. Chụi xuống, chăm sóc cái cô trước. Đó, bắt đầu mình đây, đó là hành từ đồng hành plan lại với chắc. Đó, thấy không? Rồi, thấy không? Ui, hai cái màu này hành plan lại với chắc đẹp thiệt. Ui trời. À, đó, rất là đẹp. Đó. Cái màu dễ thương ha. Ừ, hai cái màu này rất là dễ thương. Đi với nhau được. Nhạc phiêu quá ha. Chứa nhạc này mà phiêu chứ hả? Thấy không? Các bạn thấy không? Cái sư mà gọi là cái sư mà hành lén lại về chắc mình rất là đều. Người biết ra cái màu phải là hiểu được cái tấm. Cũng là người biết ra cái màu hẳn phải đi học, hẳn đi học mà đi học ngay, học đêm, học tối. Hắn rồi cứ nghe mấy cái nhạc giống đi hẳn mới biết được. Đó, đây là hai cái màu rất là đẹp nhé. Để tới cái tấm. Thì bây giờ mình sẽ tới cái tông đỏ. Đó. Đó. Cảm ơn hí. Đây, hai cái tông đỏ thì cũng được. Mình cũng sẽ làm cái màu đỏ được. Đỏ tươi hí. Đỏ tươi, cám hành cũng tươi nè. Cám tươi. Ta gắn phải kết hợp cám với đỏ. Cám với đỏ là một cái sự kết hợp của bảy sắc cầu vồng. Ồ vậy hả? Hai chú ly vui, khỏe không? Đó, nếu mà có thêm màu vàng nữa thì hẳn sẽ rất là đẹp. Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ làm cái đồ mảng liquid nhé. Đồ liquid. Rồi. Cảm ơn chị Lê Thánh hí. Cảm ơn chú Lê Bùi hí. Đó, để vô là phải giữ. Hai Kim Lê hí. Hai Thâm Mi, khỏe không em? bạn nên nhớ để vô lúc môn phải giữ 2-3 giây rồi mới rút cái cò ra. Còn mà mình để vô mà mình rút cái cò ra liền là hắn chạy ta là không, như cái màu nó ẩn dẻo có thêm tham để mà mình không có sợ. Giống mình đập trong cái giống như mình làm trong một cái không khí mà nóng nực á, thì mình không có sợ máu khô đó. Tại vì những cái bột màu này á, có nghĩa là mình làm design, mình làm những cái nói chung là nghệ thuật đúng không? Thì mình cần có một cái sự dẻo dai ha, và kiên nhẫn. Nghệ thuật là vô biên vô tận. Gắn mà mệt thì. Dạ chị Kim Lê, chị lên justnail.com chị order nhé. Justnail.com nhé. Đó, vậy là khi mà các bạn lấy cái cục thứ hai á, thì mình phải lấy cho nhiều nước một tí. Ồ, màu cam đỏ là tuyệt vời luôn hí, tuyệt vời ông mặt trời luôn hí. Đó, chừng 3 giây hí. Ui chà, đậy hí, tạm hí, đậy hí, tạm hí, phết hí. Ui giời, đẹp rồi, anh quên mối tắc đẹp dữ. Ui dồi, anh quên với chắc là đẹp cái tên đi. Đúng rồi, nó hợp với nhau. Nên rất là dễ thương. Đó, có nghĩa là tôi nghĩ là điền trải dấu chắc. Yes, đẹp. Điền hẳn phải trải dấu chắc thì hẳn đẹp. Hoa quyền vào nhau được giống như trước. Hẳn không bị tách ra hai màu. Hẳn không bị tách ra hai màu. Mà giống như là ăn lên vô với nhau, giống như là tình yêu. Đây là một cái cơn sóng tình yêu đúng không? Hương vị của tình yêu. Hai chị Lê Thanh hí, chị khỏe không hí? Tình yêu không có lỗi. Chỉ lỗi là cái người buồn. Lỗi là do đình mình. Lỗi là đình mình. Lỗi là do đình mình. Ui hình đẹp này. Ui hình đẹp hí. Bây giờ tới màu khác này. Bây giờ mình sẽ mình kết hợp màu cám này với màu purple này. Cám và purple hả? Cám và purple thì mình sẽ làm cái màu cám trước. Đó. Đẹp quá à. Đẹp quá đi à. Đẹp quá đi à. Dễ thương quá đi à. Una unu. Tiếp. Đẹp chịu không nổi rồi hí. Nếu mà đẹp chịu không nổi đi tới Las Vegas thăm tụi em hí. Đó. Đó, kẹo đó. Giống như là anh chị là có nghĩa là đã từng mua những cái set màu mà giống như là mình không có một cái ý tưởng, có nghĩa là kết hợp những cái màu này với màu này. Mình mặc dù mình có những cái màu nhưng mà mình không biết kết hợp thì mình đem một set màu ra mình xếp lại, thì tất nhiên khi mình xếp ra thì mình có rất là nhiều cái ý kiến, rất là nhiều cái idea để mình kết hợp những cái màu này. Thì sau khi mà mình kết hợp được rồi thì mình ghi lại một cái con số ở màu này đi với màu nào, thì tất nhiên mình sẽ có thêm một cái sample về cái ombre nữa ở trong một cái set đó. Thì tất nhiên một cái set bột mình có thể làm ra rất là nhiều cái tác dụng ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ bỏ cái màu hồng đó, cho cái màu hồng mình ombre lên nóc nhà hí. Mau lên tới hí. Chúng ta bao nhiêu hẳn tới. I like it, like it. Yes. Đó, yes, I made this đẩy hí, tạm hí, quẹt hí lên nóc nhà hí. Ok hí. Julia chọn phải chọn rồi hí. Hình như cái bao liên hợp ạ. Cái tống liên hợp đúng không? Hình như tống hồng và tống đỏ là hẳn có hợp. Thì hồng hẳn đi về cam được. Mình phải đổi là hẳn cũng đá cũng ok, nhưng mà làm cho cái màu tối quá đá ombre. Tại vì hai cái màu này là hai cái màu tối quá. Thì đây chỉ là một cái cuộc làm mẫu thôi, để mình sẽ chọn ra những cái cặp ombre mà gọi là đẹp nhất ha. Mình sẽ chọn ra những cặp ombre mà gọi là đẹp nhất. Giống như mình chuyển tròn nhánh tay đúng không? Bây giờ tới màu hồng đi. Hồng đó hồng. Cái này màu sáng với màu lợt thì lúc mua hành đi với nhau được đó, hành rất là dễ thương ha. Đúng rồi, nói đúng quá. Tao mày nói tình yêu không có lỗi. Lỗi là đình mình. Đẹp giống như Jimmy á. Dẻo giống như Alex á. Tony hỏi. Tony hỏi. Này cái màu hot pink. Đây là cái màu hot pink hả? Đó. Đó. Màu không bị purple luôn ha. Marble. Marble luôn á. Nói chung ra cái tông rất là chuẩn ha. Ừ. Đa số những cái màu lý dễ bị purple lắm. Đa số nếu mà mua không đúng hãng bột á, thì rất là dễ bị purple. Tại những cái hãng bột á, những cái màu dip á, chỉ dip được thôi. Nhưng mà khi mình dùng cho đắp á, thì bị purple ra hai màu. Nhưng mà bên cái hàng của mình á, thì nó bị á. À. Mít cũng bị. Hai chị Kim Lê hiến. Ừ. Hợp á. Đẹp. Hợp, nói chung là màu lạt với màu sáng là hành đi với chắc là hợp. Hành rất là hợp. Đó. Đó. Ui, đó. Ui, dễ thương này. Anh đi huyền vào nhau liền. Hắn bị đít tắt rơi. Đó hả, các bạn thấy không? Ui. Hai cái màu này anh đi và chắc anh rất là hợp. Kìa. Đó. Đó, đây là cái tông là con, đây là cái tông sáng. Màu là hành thủy hoa quyền vào nhau như vậy mình gọi là ombre. Lúc đầu thì mình làm hai cục, giờ mình làm một cục các bạn coi. Nói chung là ombre là trong 3 giây đâu là các bạn phải làm đó, phải vuốt được cái ombre liền. Chứ con mà các bạn để lâu mà các bạn vuốt là hẳn không có ra. Được thôi, ra heo. 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 Này, sao? Bây giờ tới cái tông vàng đi. Tông vàng anh là về brown. Đó, thì nãy giờ mình cũng làm nhiều cái, rất là nhiều màu, rất là đẹp. Đó, thì so far thì mình đã chọn được những cái cặp ombre như thế này. Đó, đây là so far. Đó, mình chọn lọc, mình đó đào trộn nhìn rất là sáng. Đó, cái đây là những cái gì ombre chẳng chết em đâu. Đây là hai cái màu này không, hai cái màu này thì mình cũng sẽ làm cái màu mình sáng thì mình sẽ làm được. Lúc nào mình cũng phải cái màu lạt xuống cái màu đậm hết. Đó. Đó. Đó, không có gì mà phải vội vàng, chỉ vội vàng làm chi để bị qua gió. Đó. Đây. Dạ ok chị Lisa ha, cứ inbox cho tụi em nhé. Đó. Chị dễ thương quá đi à. Đó, đây là cái màu vàng, cái màu vàng này gọi là vàng tưới. Đó. Rồi bây giờ sẽ đến cái màu nút. Đó. Khi mình ra tại đây rồi mình mới bắt đầu mình blend hành lại chắc. Trời trời ơi, blend đẹp dữ không các bạn thấy không? Hai cái màu hành blend là với chắc hành rất là đẹp. Thì không còn nghi ngờ gì nữa, thì đây là cái màu công ty sẽ chọn. Đó, nếu không có gì thay đổi thì công ty sẽ chọn cái màu này để làm trong cái set, những cái set ombre đẹp ha. Để khi mà mình đây là cái bột 4-in-1 của công ty Chesnel. Chỉ có công ty Chesnel mới có thôi. Đó. Rồi burgundy đó hả. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái màu burgundy với black nhé. Thì đấy là cái, nói chung là đấy là một cái nỗi buồn của rất là nhiều người. Nhiều người trói làm cái màu này nhưng mà làm hoài hẳn không có ra. Nếu hẳn có ra thì ra cũng không được ứng ý. Chị Lisa nói đẹp vô hậu. Rồi dễ thương quá đi à. Thì mình màu đầm và màu lạt thì lúc nào mình cũng phải làm một màu đầm trước. Đó, mình sẽ làm màu đen trước. Đó. Thì sau khi mà mình sẽ làm sample vai sẽ xong thì Smile sẽ làm vài cái set sample dip. Smile sẽ lấy cái bột này dip các bạn coi luôn. Đó. Hai Jaxi phải không hỉ? Các bạn phải nên nhớ một điều là bột mà bột dip là mình đắp không được. Nhưng mà bột đắp thì mình có thể mình lấy mình dip được. Đó. Hai Tommy. Dẻo, bột dẻo. Dễ thương. Đó. Đó, không. Xong rồi bây giờ mình sẽ làm cái màu burgundy. Bỏ đi nha Chassi, nhầu hoai à. Đang ngồi làm sample này. Đó, tới đây kể là mình plan hẳn liền. Ui, đẹp rồi. Đó. Dẻo quá. Các bạn thấy không? Hai cái màu hình plan lại về chắc. Đó. Tại vì đây là cái màu burgundy cho nên các bạn hơi khó thấy. Nhưng mà nếu mà mình làm cái màu đỏ với lại màu đen á thì các bạn sẽ dễ thấy hơn. Đó. Bây giờ mình sẽ làm cái màu đỏ màu đen cho các bạn dễ thấy. Đó, lấy màu đen đó. Lấy mình làm burgundy và màu đen nhé. Bây giờ mình sẽ làm màu đỏ với lại màu đen cho các bạn thấy thì mình sẽ dễ thấy hơn. Màu này có phải màu đỏ cũng ráo rất là đẹp. Ok, chơi luôn. Đó, thì cái này hành đỏ mà đỏ cam. Đó, đỏ cam thì hành cũng giống màu đỏ thôi. Đó, giống tỏ gì hết. Đó. Đó. Thì mình cũng sẽ làm màu đen trước. Đó. Khi mà các bạn bỏ bột lên thì mình phải chụi cái ngón tay người ta xuống. Đó. Thì bột hẳn có chảy ra hai bên hông. Từ mà làm. Đó ha. Dễ thương thế. Đó, rất là dễ thương. Dễ thương quá đi à. Các bạn phải nên nhớ nha, khi mà các bạn làm những cái màu này á thì mình phải có hai cái ly nước. Ha. Một cái ly nước cho màu đậm, một cái ly nước cho màu lạt. Đó. Khi mà làm màu đậm là phải làm màu đậm hết rồi mới quay trở lại làm cái màu lạt nhé. Đó, mình sẽ để lên. Đó. Đó. Mình phải ra chân xuống. Đó, bột lên. Đó, ăn khổ rồi, em vụt châm quả ăn khổ rồi. Và mình sẽ làm lại. Mình vụt hơi châm ăn khổ thôi, nhưng mà hai cái màu này hành. Không có gì hết. Đó. Anh nói cái chuyện mà sao đi, nói cho anh đi đi. Cho anh đi một tháng anh về. Đó. Đi học nghề cho anh chơi. Đi dạo không hả? Đi dạo hả? Tao nói cái ngày sợ đi dạo quá ha. Còn bây giờ mình bọ lên à, hồi nãy là mình vuột hơi chậm thì bây giờ mình sẽ vuột cho nhanh một tí đó. Đó, đó. Bây giờ màu đen đó, vì mình làm cái con nhìn cái màu đen mình nhớ nét color mình dính cái màu đen cái con hơi dớ ha, thực sự ra ngay cái khúc chỗ ní đó các bạn hành cũng ra được cái ombre nha. Ở đây mình thấy cái ly nước nữa, mình thấy cái ly nước này mình làm lại cái ly nước trong sạch. Đổ nước này đi. Rồi. Tiếp theo là màu nào nữa? Đó. Màu này ha. Đây hai cái màu này là hai cái màu cũng gọi là hai cái màu lạp chắc này. Còn sạch màu blue này rất là đẹp. Tại vì những cái màu blue như thế này á, hành cũng hay bị mó bô lắm. Nhưng mà cái set màu này là tuyệt đối không có màu nào bị mó bô hết. Deep Sharp Ombre 3D luôn. Dèo. Đó, để làm được cái hóa mà gọi là hóa 3D các bạn phải có cái bột dèo. Thì khi mà mình nằm những cái cảnh á, hắn có bị gãy. Đó. Tiếp tục sẽ bỏ lên hả? Làm cái bột phô dừa này. Các bạn thấy hành plan lại chắc không? Đó. Đó. Nhìn về hình rõ hơn. Đó. Hành plan lại chắc nhỏng đi. Hai cái màu này thì hành cũng rất là hợp để đi chung với cái ombre. Đôi lúc quay thì hành cũng có rõ, hành không có được rõ giống như mình chụp hình lên. Rồi màu này sẽ được nằm trong cái collection của mình nhé. Tất tình để phước. xanh, cái này 20 cm. Giờ mình sẽ chọn hai con xanh này. Từ đây mình biết đấy có phải là màu xanh. Màu xanh này để làm một cái lá chuối. Hai giờ mình lấy màu xanh và màu vàng nữa. Màu xanh và màu vàng để mình làm cho mình xanh và màu vàng cho thành ra cái ombre cho thành đẹp. Vàng đây. Đó, hai cái màu xanh và vàng. Đó, pastel vàng. Trời ơi, màu nó hành thì tưới dữ. Rồi hướng dẫn Thương Lệ chúng sẽ làm với màu đậm, màu đậm hoặc là màu tưới hơn, màu sáng hơn. Rồi. Bỏ lên ha. Rồi thấy không? Mình bỏ lên mình giữ là 25 im một chỗ. Đó. 25 im một chỗ thì mình vuốt. Hẳn có chai đùm lum. Đó. Đó. Xong 100. Đó. Đó là cái màu vàng. Vàng lên. Đó. 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 Blend hành vào và chắc. Ui trời, hai màu này blend nó đẹp dữ trời. Đẹp mà đẹp vô hậu ha. Đó, các bạn thấy không? Hai cái màu hành blend vô chắc nhìn rất là đẹp. Đó. Đó ha. Cõi đất là số 16, 14 nha em. 16. Jimmy đang đắp cò 16 nhé. Đó, hai màu này hình lạnh và chắc vô rất là đẹp. Rồi. Màu này sẽ mình sẽ đưa vào cái collection. Rồi. Mình sẽ làm thêm 2-3 màu nữa rồi Smile sẽ show cho bạn coi cái dip nhé. Đó, ui rồi mình chọn được cái màu này nè. Đó, cái màu này là cái màu gọi là rất là nhiều người cũng yêu cầu. Thì mình cũng sẽ cho nó vào cái collection luôn. Cái màu này là gọi là màu gray á, màu xám. Đó. Một màu rất là tối cũng tối mà sáng cũng sáng. Mình sẽ làm cái màu sáng trước. Màu xám. Đấy, màu này là màu xám. Rồi bắt đầu mình sẽ cắt cái màu nổi này lên. 3 giây. Đó, nó rụt ra từ từ. Rồi bắt đầu plan hành lá bị chắc. Ui trầu trời, ui trầu. Màu đẹp 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 chứ mà đẹp vỗ hậu luôn. Chưa thấy không? Các bạn thấy không? Cái cách mà khi mà mình blend hai cái màu là phải chắc á, ha, là mình chỉ dùng cái cò mình blend ngay cái chỗ này thôi, ha. Các bạn đừng có bóp lên đây này, các bạn để lên đây mà các bạn blend là phải chắc là hẳn không có đẹp, đó. Thì cái màu này cũng sẽ mình cũng sẽ đưa hai cái màu này vô cái collection, đó, ha. Rất là đẹp. Đẹp chịu không nổi, đẹp vô hậu. Rồi tan 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 tan. Bây giờ trên bàn của mình có đầy đủ tất cả các màu. Các bạn có yêu cầu gì không? Cảm ơn nếu các bạn có yêu cầu thì mình sẽ làm theo yêu cầu. Màu tím như này màu xanh nó hình cũng đẹp, ha. Màu tím rồi màu xanh nó hình cũng đẹp. Để mình thử làm hai màu này coi. Rồn nắp màu hồng rồi để mình vằn một cái màu xám. Lavender hả? Ừ, cái màu này là cái màu lavender đấy. Màu tím lavender đấy. Thì để làm cái màu lavender thì mình sẽ thay thế, mình sẽ kiếm một cái màu khác thành lợt hơn. Đó, cái màu này lợt hơn. Nhìn hai cái màu này hẳn kết hợp thành đẹp. Cái màu này thì hẳn cũng đẹp nhưng mà mình sẽ làm cái màu này thêm đẹp hơn nữa. Đó, tại vì cái màu này lợt hơn tí. Đó. Lo hả? Vốt. Đây cái màu này rất là sáng, giống như là màu Tiffany Blue nữa. Đó. Khỏe hả? Where are you working? Ôi, cái màu này rất là sáng. I working in California now. Bột đít đỏ hiểu gì vậy? Cái bột này là vừa bột bên công ty Justnail là chuyên về đắp, nhưng cái bột này có thể đít được, làm ombre được, rồi làm bóng 3D cũng được. Cái này là bột 4-in-1 này nha mọi người. Đó, cái này thì trên thị trường chưa có ai có hết. Đúng đó là cái bột này là mình đợi đi show, nhưng mà hôm nay mình cũng rảnh nên mình cũng số cho các bạn thấy. Đó, ha, các bạn thấy không? Ha. Quả trắng hành cũng ra óm rơi hết. Ha. Cái màu quả trắng hành cũng ra óm rơi hết. Đó, ngồi quạt chuột thành ra óm rơi, làm rắn hành cũng ra là cực óm rơi hết. Đó ha. Đó ha. Đó, hai cái màu này rất là đẹp, mình sẽ giữ hai cái màu này để mình làm cái collection. Đó. 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 Hai cái màu này đẹp thì ta nói. Đây là một cái sự kết hợp rất là đẹp. Đó. Cảm ơn Thượng Đế đã cho con những cái suy nghĩ tuyệt vời. Đây cũng tiếp, bây giờ mình sẽ đâu hai cái màu này thì mình chưa biết làm chưa. Ừ. Bây giờ mình sẽ làm hai cái màu neon với chắc. Nha. Neon vậy là bây giờ mình sẽ làm neon với màu vàng. À, hai thằng này kết hợp cũng đẹp. Đó. Đó, hai thằng này thì kết hợp hẳn cũng đẹp, nam chi cũng đẹp. Đó, mình vô vàng được. Rồi, này. Cái màu. Để làm thì đổ vô mảng liquid nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ làm cái màu vàng của hai màu chứ được hành cũng đẹp rồi. Đó, thấy không? Màu đỏ với màu hot pink hẳn cũng rất là đẹp. Đó. Cái màu vàng này mình gọi là cái màu vàng như là mắng, màu vàng của mắng té. Là té. Đó. Đó, để mình làm cái màng trà bỏ lên đây nữa là xong, ăn với cơm mà được thôi. Cái da mắng mọc có gì là đâu. Đó, tiếp theo thì mình sẽ chọn cái ombre lên nhé. Để lên, giữ. Đó, rồi bắt đầu mình lôi ra. Sau khi lôi ra đập hai bên hông vô nhé. Đó, đập hai bên hông vô cho bột vô giữa. Đó, bột vô giữa xong nó bắt đầu plan hành ra thôi. Đó, ha, mọi người thấy không, mình chỉ plan hành ra thôi. Đó, nó rất là đẹp. Đấy là những cái màu mình đã làm trong cái collection. Đó, ha, các bạn thấy không, màu vàng và lại cái màu neon hành plan lại thì chắc nó rất là đẹp. Đó, không có chế cái chỗ mô hết. Đó. Rồi xong cái này sẽ được đi vào lịch sử, đi dành vào lịch sử. Rồi bây giờ Smile sẽ biểu diễn cho các bạn coi deep nhé. Rồi mình sẽ tạm ngưng tại đây. Đó, tiếp theo là Smile sẽ biểu diễn cho các bạn có những cái món deep. Deep đi. Rồi lên ngồi đi. bột mình làm cò xong rồi mình phải lính cái cò hết. Cò là mình phải lính giống thế này, mình quạt lên quạt xuống khoảng chừng 10 lần đó. Đó. Để chi để cho hành đẩy cái bột dơ trong cái cò của mình ra. Đó. Thì cái cò của mình hẳn mới sạch. Đó. Chắc các bạn quạt 1-2 lần là hẳn có sạch mà. Thế thôi, thế rồi bắt đầu xếp lên là xong. Và cái cò của mình không bao giờ mà hình dính bột. Đó, thì mình sẽ bỏ sẵn một cái màu thế rồi. Đó. Màu bột quá. Thì khi mà mình làm cái ombre á, thì những cái màu đậm á, thì mình không cần bỏ soft white ha. Thì những cái màu lợt á, thì mình bỏ soft white để cho mình làm cái ombre nó nổi lên. Nếu mà mình không có bỏ thì nó cái màu nó sẽ tối lại, tại vì cái ombre về đít thì nó rất là mỏng. Bột này vừa đắp vừa đít hết, vừa làm ombre luôn hết. Chai số 2 ha. Thường thường mình bỏ chai thứ nhất là chai thứ bon, là chai thứ 1 ha. Rồi bắt đầu mình sẽ bỏ chai thứ 2. Đó, thì bây giờ mình sẽ chọn màu ha. Thì bất cứ cái màu gì nó cũng rất là ra rất là dễ thương. Đó, giống như bây giờ mình lấy cái màu pink nữa ha. Đó, bây giờ mình lấy cái màu pink này ha. Thì với cái màu này thì nó cũng rất là dễ thương. Ha. Giống như là mình làm một cái lớp lớp số 2 lên ha, tức mình bỏ mà cái lớp số 1 trước rồi xong rồi mình sẽ bỏ lớp số 2. Cái 2 là cái chai keo ha. Đó. Thì bên công ty hiện tại bây giờ là đang có cái set bột 50 màu đang on sale á. 50 màu được tặng một cái set lớp ly chéo mình ạ. Đó. Nói chung là cái giá original của hắn là tới 1.100 lần, nhưng mà công ty sắp, nói chung là cũng sắp đi show thì mình cũng có những cái promotion cho cái show. Thì cái set mà 50 màu vừa đắp vừa đít là 1.100. Hiện tại bây giờ là con 600 thôi hí. Thì mình cũng còn vài set thôi, nếu mà các bạn thì bây giờ mình làm từng ngón trước ha, tại vì cái keo thì mình nó chưa có đủ cái khô. Thì mình làm cái ngón thứ hai. Thì trong cái thời gian mình chờ đợi thì mình sẽ quay lại, thì mình không có bị cái cỏ của mình, cái cỏ phủi của mình nó không có bị dính keo, tại vì nó còn chưa khô ha. Thì mình làm cái ngón kế tiếp thì mình cứ bỏ soft white lên, có nghĩa là cái soft white ha, để mình làm những cái màu ombre, màu lợt để cho cái màu ombre nó nổi lên, nó không có bị lợt đi, nó không có bị nhìn xuyên qua ha. Rồi, đây là cái cách mà làm ombre nhánh nhất. Màu white cũng được mà soft white cũng được nha, tùy nha. Thì mình có cái gì mình chơi cái đó thôi. Đó, có cái gì chơi đó. Tại vì khi mà các bạn làm cái soft white ở dưới á, thì các bạn khi mà các bạn làm ombre, các bạn chỉ cần làm một lần thôi là hẳn ra rồi. Các bạn thấy không? Thì nó sẽ cover lại, làm cho cái màu nó đậm lại ha. Đấy gọi là cái mèo á. Thì bây giờ khi ombre thì mình có thể đi từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên. Thì cái màu nào cũng được hết, tại vì đít mà, rất là dễ ha, nó không có khó giống như đắp thì nó hơi khó. Đó. Thì bây giờ mình đi từ dưới lên ha. Thường thường cái ngón tay, cái ngón này, cái ngón sample này thì nó hơi dài, thì mình cần phải lấy nhiều. Đó thì các bạn nhớ đừng có sơn cho nó đùng nha. Nó đùng cũng không sao, tại vì cái này cái móng dài thì các bạn không có thể nhúng vào được, thì các bạn dùng bằng cái chổi nha. Đó, giống như giờ mình nhúng vô cái màu pink ha. Bây giờ mình đi từ dưới lên ha. Ui trời đẹp. Thì mình đi lên từ nào thì mình stop ngay chỗ đó nha. Đó. Đó, mình đi lên chỗ nào thì mình stop ngay chỗ đó. Đó, giống như đây là một cái lớp đầu tiên ha. Đó, và cái lớp thứ hai thì mình đi từ trên xuống dưới. Đó. Ha. Rồi mình để ngang này, mình phủi bụi ra nha, đừng có để dọc xuống. Đó. Thì đây là cái lớp đầu tiên, lúc nào cái màu đắp với cái màu deep thì lúc nào nó cũng sẽ lợt hơn, tại vì đắp nó rất là dày, deep thì nó rất là mỏng, thì tất nhiên cái màu nó sẽ lợt hơn. Nếu mà người khách người ta thích đậm thì mình làm 3 lớp. Nếu mà người khách nó thích là lợt thì mình làm 2 lớp là ok rồi ha. Đó. Kiểu chỉ là thấy giá đó đó. Đó. Xong rồi mình sẽ phủi bụi nhẹ thôi nha. Đó, phủi bụi nhẹ thôi thì nó đã ra như thế này ha. đó. Tùy theo là cái ombre thì mình muốn đi từ đâu lên, có nghĩa cao hay thấp thì easy thôi, tùy theo người khách muốn nha. Đó, thường thường nếu mà ombre đối smile thì ombre smile đi tới nửa thôi là ok nhất. Tại vì mình trừ hao ra, khi cái móng người khách người ta quay lại người ta mọc ra thì nó không có bị đi quá. Đó, nếu mà có cắt ngắn xuống thì nó không có bị mất ha. Đó. Với lại mình cũng dip nó cũng ít khi làm lại ha, review không có review ha, thì lúc nào nó cũng làm new hết. Đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi lại một lớp nữa ha. Khi cái lớp thứ hai thì mình sẽ đi từ trái qua phải, từ phải qua trái nha. Tại vì sao mình cần nó phải đầy đủ hai bên hông. Cái lớp đầu tiên á, thì mình chỉ cần đi ở giữa thôi. Đó, để sao để cho nó đậm ở giữa, nó dày ở giữa, hai bên nó phải mỏng ha. Đó, còn cái lớp thứ hai thì mình bắt buộc phải đi từ trái qua phải để làm gì? Để cho nó đầy đủ hai bên hông ha. Đó. Các bạn nhớ phải đi lại thêm lần nữa nha, tại vì cái lớp keo nó còn nha, mình không có được để cho nó còn ướt vậy, nó còn ướt là nó còn chưa được ok nha. Đó, thì nó ao xong ha. Đó. Thì nó đã ra như một cái lớp là như thế này, thì các bạn thấy không? Nếu mà người khách người ta muốn đậm hơn thì mình cho nó thêm lớp. Thì nói chung là đó, tùy theo của người khách đó ha. Thì những cái móng dài này thì các bạn nên apply làm một cái thanh, cái nói chung là khi mình làm lên cái móng thật á, thì mình làm cho cái thanh cho nó chắc trước, rồi xong rồi mình apply cái màu lên, rồi xong rồi mình bỏ apply thêm một cái lớp clear lên. Nói chung cái móng dài thì nó nhiều cái khác, nó hơn, nó nhiều cái work hơn, nó không giống như là những cái móng ngắn ha. Đó, thì đây là những cái sample thôi, thì mình làm cái sample để cho mọi người thấy cái màu thôi. Thì tất nhiên cái bột của bên Chesnel có thể dùng cho dip được và có thể đắp được ha. Đó, và có nghĩa là 4 trong 1 đó, thì tất nhiên cái màu nó sẽ như thế này, nó không bao giờ nó đậm bằng giống như là đắp hết không, tất nhiên nó sẽ lợt hơn. Thì các bạn thấy cái ombre lên không? Đó, đây là cái màu thứ nhất ha. Nếu mà người khách người ta muốn đậm hơn thì mình đi thêm một lớp nữa thì rất là đẹp ha. Đó, đây là cái màu hồng và cái màu đó ha. Các bạn nhớ share cái video này cho mình nhé. Cảm ơn. Một cái mau nữa hả? Và đây là cái ngón thứ hai ha. Thì bây giờ mình cũng sẽ lin nó ra ha. Lin nó ra. Thường thường thì mình xài 2 cái cọ để cho nó đẹp, nó chắc chắn ha. Cái màu số 2. À, hồi nãy thì có Jimmy có đắp cái màu neon, đúng không? Cái màu neon và cái màu gì? Neon và màu vàng. Màu vàng ha. Thì đây là cái màu neon và cái màu vàng. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi từ trên đi xuống nha. Đó, không có đi từ dưới lên nữa. Nếu mà cái móng ngắn thì mình đó, thì hai đành ha. Hù này là hù 2 áo nha bà con. Hù chắc nếu không có bạn hù 1 áo nhỉ. Thì bây giờ mình sẽ sơn lên ha. Thì cái móng này nó hơi dài thì mình lấy nó nhiều chút nha. Nói chung là cái bột này là chưa có trong stock, phải 6 cái số Vegas thì công ty mở ra cái loại bột này. Đó. Bây giờ mình sẽ đi cái màu neon ha. Mình sẽ đi từ trên xuống ha. Hiện tại bây giờ là công ty đang có cái set bột là 50 màu, được tặng một set lớp ly treo. Thì xong rồi mình sẽ lấy cái màu vàng ha, mình đi từ dưới lên. Các bạn đừng có đi over nha, tại vì cái lớp keo nó còn rất là nhiều ở trên cái lớp đó ha. Mình phải đi từ từ, đi tới xuống lại này, đi lên lần nữa để cho cái nó bột nó ăn hết vô cái keo nha. Trời, đẹp dữ, đẹp vô hầu Lisa hí. Đó, thì cái lớp thứ hai là nó sẽ như thế này ha. Bắt đầu mình để ngang ha. Đó, mình phủi cái bụi ra. Đó, giống mấy cái màu này thì mình chỉ cần mình làm một lớp thôi. Thì nó sẽ như 2 lớp như thế này. Không? Thì nó chưa có thấy được cái sắc sảo đâu. Thì khi mà nó xong rồi á, mình cái lớp thứ hai thì các bạn mới thấy ra được cái lớp ha. Khổ đó. Khổ. Cái kéo bên Chesnel máu khổ lắm. Đó, bây giờ mình sẽ lên cái lớp thứ hai. Đó, bây giờ mình sẽ nhúng vô ha. Cái xẻ xéo thì hẳn chỉ có một vài màu thôi, chứ hẳn có tất cả những cái màu này, tại vì những cái màu này là chỉ có trong stock. Đó, bây giờ mình sẽ đi màu vàng lên ha. hẳn đậm blend lại với chắc. Đó, thì nó sẽ ra như thế này ha. Xong rồi mình phối bụi ra, phối bụi ra ha. Đó thì nó như thế này ha. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó khô một chút, mình phối bụi ha. Thì cái làm cái này nó hơi tốn bột chút, ombre này nó hơi tốn bột chút. Nó không có giống như là nhúng vô ha. Đó, giống như mình thấy cái màu này nó còn chưa có perfect lắm này. Tại vì sao? Cái ombre nó còn chưa có ok ha. Thì mình sẽ làm thêm một cái lớp ở dưới cho nó đi xuống nữa, để cho nó hòa vào nhau ha. Đó. Thì đây là hai cái màu ha. Đó, các bạn thấy không? Mình có thể đi từ dưới và trên, hay dưới và lên. Đó, rất là dễ dàng ha. Và nếu mà cái ngón tay của người khách này nó ngắn thì mình có thể dip vô trong luôn. Thì bây giờ Smile sẽ sâu ha. Ok. Đập đít vào trong. Đít mau mau. Mau còn được, đây ha. Đây. Sẽ ngon. Thì như mình đã nói cái sẹp bột này á thì chỉ có 6 số thôi, 6 cái số thì đây là cái sẹp bột. Cái sẹp bột này nó tới 18 màu lần thì cái này thì chưa có giá, chúng là tới 18 màu rất là đẹp. Đó, thì 6 cái số là có nghĩa là khoảng 3 tuần tới 1 tháng nữa thì cái sẹp bột này mới ra. Thì bây giờ công ty chỉ còn cái sạch bột mà 50 màu. Đó, thì sạch bột đó đang on sale thì nó cũng có vài màu trong này. Đó, màu nó cũng rất là đẹp. Bột cũng vừa đắp vừa đít vừa ombre luôn. Đó. Thì nói chung là từ giờ tới đi công ty sẽ làm cái loại bột gọi là loại bột 4-in-1. Thì tại vì nếu mà mình mua cái sạch bột mà mình mua cái sạch bột đít không thì mình đắp cũng được. Đó, còn mà mình mua cái sạch bột ní là hắn vừa đắp vừa đít thì tiền lời hơn. Mình cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Đó, còn đây các bạn để số lại số điện thoại nhé, rồi mình sẽ khó cho các bạn. Rồi hôm nay tới đây là xong. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị những cái bước để mình cho cái show cuối tuần này. Cái này là 50 màu nhé. Cái này là 50 màu. Cái này là 50 màu. Đó, các bạn muốn lấy cái set 50 màu này á thì các bạn hãy làm giống như anh Tony Neo chung lý nhé. Đó, cứ để lại số điện thoại cho anh hết. Rồi sạch này 50 màu hù 2 áo nha. Đó. Rồi ok đàn thái. Rồi, mọi người nhớ share cái livestream này nhá. Các bạn mua bột á, thì các bạn nhớ share cái livestream này. Đó, nếu mà các bạn share thì anh đăng tải này, đăng tải và lại một set này. WhatsApp Quảng Hồ, anh Quảng Hồ, anh khỏe không? Đó, đó là cái set. Không, cái set này rất là sáng. Thì mọi người nhắn tay hí, tại vì mình chỉ còn khoảng chừng vài set thôi. Mình nhắn tay vào đây là cái gọi là cái discount cuối cùng của công ty trong cái tháng này. Đó. Đó, những cái màu rất là đẹp trong cái set 50 màu. Đấy là những cái bột mà gọi là bột custom mix. Đó, nói chung là những cái màu này các bạn không thể nào mà tìm thấy ở ngoài cái supply hết. bên mình là độc quyền là như vậy.